Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến Hôm nay là Chủ nhật lễ lá Cùng với toàn thể giáo hội Chúng ta bước vào tuần thánh Là một tuần lễ quan trọng nhất Của năm phụng vụ Trong tuần thánh giáo hội mời gọi con cái của mình Hãy chiêm ngắm những giờ phút cuối cùng Trong cuộc đời trần thế của Đức Giêsu Kể từ khi Ngài tiến vào thành Jerusalem cho đến khi Ngài được an táng trong mộ. Lễ lá có một khởi đầu vui mừng hân hoan khi Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem, nhưng lại có một kết cục buồn khi Ngài bị kết án, chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá. Chúng ta có thể cảm nhận được những nỗi thống khổ và cô đơn của Đức Giêsu càng ngày càng tăng dần trong cuộc thương khó thế sự thăng trầm lòng người đổi thay và các môn đệ đã bỏ ngài rồi dân chúng đà đảo ngài chỉ còn một mình đức giê xu tiến vào cuộc thương khó nhưng cho dù biết bao nhiêu những đau khổ sự cô đơn cũng đã không cản được bước chân của ngài và đức giê xu đã làm những việc gì mà ngài phải làm trong cuộc thương khó này thì đức giê xu đã hoàn toàn ý thức được những nỗi thống khổ cô đơn trong tâm trí và linh hồn của Ngài Cùng với biết bao nhiêu tội lỗi mà thiên hạ đã phạm Để rồi Chúa Giêsu là người gánh vác tất cả những tội lỗi đó Chính vì vậy trong vườn cây dầu Chúa Giêsu đã buồn sầu lo lắng đến nỗi Ngài đổ cả mồ hôi máu ra Và Ngài đã cầu khẩn cùng Đức Chúa Cha Xin Chúa Cha cất chất đắng này khỏi Ngài Nhưng Ngài nói Xin đừng làm theo ý con mà làm theo ý cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta nhìn rõ những yếu đuối khuyết điểm của các tông đồ. Và đó cũng chính là những yếu đuối khuyết điểm của mỗi người chúng ta. Không nhận ra được yếu đuối của mình, cho nên Phêrô đã thưa với Đức Giêsu: "Thưa thầy, dầu tất cả có vất phạm đi nữa thì con cũng nhất định là không." và các môn đệ đều nói như vậy. Tuy nhiên khi quan lính đến bắt chói Chúa Giêsu thì chính các môn đệ đã bỏ ngài và chạy tốt. Còn mỗi người chúng ta thì sao? Phải chăng chúng ta cũng là những người dễ dàng chạy trốn khi đối diện với những đau khổ thử thách trong cuộc đời? Thay vì chúng ta đến với Chúa thì chúng ta lại lìa xa Chúa. Trong sự kiện dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu mỗi người chúng ta cũng có phần của mình ở trong đó có thể chúng ta là những juda phản bội bán chúa bằng một cái hôn mỗi khi chúng ta phạm tội xa ngã làm mất lòng chúa có thể chúng ta cũng một phần nào đó giống như phê rô chối thầy ba lần khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh khó khăn đau khổ trong cuộc đời chúng ta mất đi niềm tin vào thiên chúa như vậy thì chúng ta đến với Chúa hay là chúng ta chạy theo những cái nhu cầu, những cái cần đòi hỏi của chúng ta hàng ngày. Khi suy gẫm về sự đau khổ của Đức Giêsu trong cuộc thương khó, chúng ta được mời gọi hãy lấy tình yêu để đáp trả lại tình yêu. Vì tình yêu thánh hóa đau khổ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, như vậy hôm nay mỗi người chúng ta hãy xin với Chúa Giêsu giúp sức cho chúng ta để cùng với Ngài chúng ta bước vào tuần thương khó bằng tất cả một con tim thống hối ăn năn. Vì không ít thì nhiều đã có nhiều lần chúng ta thay lòng đổi dạ, chúng ta bỏ Chúa, chúng ta tố cáo và ném đá Chúa và cuối cùng là chúng ta kết án Chúa. Xin Chúa Giêsu và nhờ lời chuyên cầu của mẹ Maria ban cho chúng ta luôn luôn biết cảm nhận và hiệp thông với những đau khổ mà Chúa Giêsu sẽ chịu trong tuần thương khó này vì tội lỗi của mỗi người chúng ta. Và đó cũng là cách mà chúng ta chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng để chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm phục sinh sắp tới. AMEN